Bà đàn lợn là lại hết lạ lo đéo gì. Chơi đi. Miếng đấy làm sao phải cắt. Cắt đến lúc mình muốn lối nó lại nhỡ. Ông à? Cắt đi đến lúc chẳng may mình muốn dùng cái gì dài nó lại nhỡ. Anh kia cắn không đủ gì. Đây không kèm cháu đi học có quan không? Không đoán được quan đấy nhé. Nên đủ việc quá. Mấy ngày đấy không làm ăn gì là thiếu. Mạnh của mình à? Đúng rồi đấy. Mấy ngày nay cứ đi chơi không làm ăn gì rồi. Ruồi vàng nó đốt đi không ạ? Chứ không phải khô đâu mà ruồi vàng nó dã vào xong nó khô ấy. Nó đốt vào nó chảy nhựa đâu, nó khô cứng vô đấy. Quả to phết không ạ?